Liên quan đến phản ánh nước ngập chuyển màu đỏ bất thường tại khu tập thể Phú Minh, phường Cổ Nhế 2 sau mưa lớn, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra do Công an quận chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc vào sáng ngày 18 tháng 9. Trước đó ngày 17 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm Ngô Ngọc Phân đã ký văn bản gửi Công an quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhế 2 về việc kiểm tra xác minh thông tin, phản ánh của một số hộ dân tại khu tập thể Phú Minh, phường Cổ nhuế 2 theo phản ánh của nhân dân, trong thời gian qua, do mưa bão ngập úng cục bộ tại khu tập thể Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có thời điểm nước ngập chuyển màu đỏ bất thường, có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân khu tập thể. Về việc này, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo sao Công an quận, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ chủ trì, phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 2 tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân quận xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm nếu có theo thẩm quyền. Thông tin thêm về sự việc, đại diện quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân và báo chí phản ánh về nguồn thải bí ẩn nhuộm đỏ khu dân cư phố Phú Minh, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo công an quận, các phòng ban đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra xác minh làm rõ. Theo đó, ngay trong sáng ngày 17 tháng 9, cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu tập thể Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm ghi nhận nước đã rút, không còn hiện tượng nước màu đỏ. Vì vậy, cơ quan chức năng chưa thể xác định nguồn nước này từ đâu. Theo người dân địa phương, từ trưa ngày 16 tháng 9, dòng nước có màu lạ tràn vào khu dân cư phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2. Người dân cho biết, nước từ cống ngầm của một cụm công nghiệp chảy qua khu dân cư đùn ra thứ nước màu đỏ quạch, về chiều thì ngập sâu, đến chiều tối trời đổ mưa, nguồn nước đổ về nhiều khiến các hẻm của phố này ngập sâu, nước màu đỏ quạch tràn vào nhà dân. Ở một số con hẻm, nước ngập sâu tới nửa bánh xe máy, càng đi vào sâu các hẻm, màu nước càng đỏ đậm hơn, một số điểm có váng trên bề mặt. Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát diễn ra sắp tới, được biết nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị cho là không thành khẩn khai báo thì tại giai đoạn 2, bà Lan được cơ quan điều tra đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Trong ngày 19 tháng 9 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Được biết, tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại, nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền cho những người này. Ở phiên tòa này, Trương Mỹ Lan cùng ba ba bị can hầu tòa với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Quyết định đưa vụ án ra xét xử, và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng công khai trên trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo hồ chí minh city tòa án gov vn phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tháng do bà nguyễn thị hà làm chủ tọa tại phiên tòa xét xử giai đoạn 1 diễn ra hồi tháng ba Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử xác định Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Tuy nhiên bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Viện kiểm sát nêu quan điểm có đủ căn cứ xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền đặc biệt lớn 677.286 tỷ đồng. Đây chính là hậu quả thiệt hại của vụ án do hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra. Tòa nhận định dù không quản lý điều hành trực tiếp nhưng bị cáo Lan có vai trò cao nhất, có quyền quyết định toàn bộ tại SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập hồ sơ vay khống, nâng giá tài sản đảm bảo, đưa tài sản không đủ pháp lý, rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn để rút tiền SCB. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong vụ án này bị tuyên phạt tử hình. Theo thông tin mới nhất, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay. Từ khoảng ngày 21 đến 22 tháng 9, có khả năng có một đợt gió mùa đông bắc về miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ xuống mức 28 đến 29 độ C và nhiệt độ cảm nhận có thể cũng tương tự hoặc chỉ cao hơn một chút. Khu vực Lạng Sơn cao bằng có nhiệt độ xuống thấp hơn ở mức 25 đến 26 độ C. Trong mùa nóng cũng có những đợt gió mùa đông bắc khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm, nhưng đợt không khí lạnh của mùa thu thế này còn khiến độ ẩm giảm. Trong ngày có những lúc khá khô hành. Không khí lạnh ở thời điểm này chỉ ở mức nhẹ, tuy nhiên cũng sẽ khiến thời tiết thay đổi khá rõ. Người dân đi làm, đi học buổi sáng sớm nên mang theo áo khoác mỏng, đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9 tháng 10 tới và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9 đến 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 đến 1 độ C tháng 11 phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh và rét đậm, rét hại tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện cao vào nửa cuối tháng 12 năm 2024, tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 đến 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Cũng theo cơ quan khí tượng, thời kỳ cuối năm, bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực biển Đông. Hiện tượng rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân, đặc biệt ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, mưa lớn, lốc, xét vẫn có khả năng xuất hiện và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và các hoạt động sản xuất. Sau khi cơn bão số 3, Yazi đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải đối mặt với những trận mưa lớn kéo dài kỷ lục, khiến nước đổ về hồ Thác Bà liên tục tăng. Ngày mùng 10 tháng 9, lũ lên đến 5.600 mét khối một giây, gần gấp đôi so với công suất tối đa của ba cửa xả đáy, khiến hồ thủy điện Thác Bà đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã quá lớn, vượt qua mọi quy chuẩn trong thiết kế, chính thức báo động nguy cơ ở đập thủy điện, ông Trần Huy Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thời điểm đó cho biết, cần phải có một phương án cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với thủy điện Thác Bà, đó là phải chủ động cắt lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập và trước nguy cơ hồ Thác Bà vỡ trận, toàn bộ miền Bắc có thể chìm trong biển nước. Một quyết định quan trọng đã được thủ tướng đưa ra, đó là phá đập số 4 khi nước vượt mức an toàn và để chuẩn bị dự lệnh cho việc phá đập số 4 tổng số 3.186 hộ dân với hơn 11.000 người trong khu vực dòng chảy được di rời đến nơi an toàn chỉ trong 4 giờ đồng hồ. Đây có thể nói là cuộc di tản chạy lũ thần tốc nhất trong lịch sử khi mà nước trong lòng hồ dâng lên đến từng phút. Dù lo sợ nhưng ai cũng phải tính đến phương án xấu nhất là phá đập phụ để cứu đập chính. Nếu vỡ đập chính, lượng nước 3 tỷ mét khối sẽ tràn xuống sông chảy rồi đổ ra sông Lô ở Yên Bái. Khi ấy, mức độ tan phá sẽ rất khủng khiếp. Hàng chục nghìn người dân ở vùng Hạ Du từ Yên Bái đến Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và cả Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể bị nhấn chìm trong nước lũ, cũng có ý kiến cho rằng không nên xả lũ, nhưng nếu không xả, lượng nước đổ về nhiều gây vỡ đập thì nguy hiểm còn tăng lên gấp nhiều lần. Theo vị giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, phương án phá đập phụ số 4 cũng đã được nhắc đến và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc nhà máy thủy điện Thác Bà kể rằng, đó là những thời khắc căng thẳng nhất, mỗi một quyết định đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của người dân Hạ Du. Ngay trong trưa mùng 10 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe báo cáo về tình hình nghiêm trọng của thủy điện Thác Bà, những quyết định quan trọng đã được đưa ra. Đập phụ số 4 dài khoảng 50m ở khu vực xã Hán Đà được lên phương án phá. Đáng chú ý, Thủ tướng đã có lệnh di rời khẩn cấp người và tài sản vùng có khả năng ngập do chủ động phá đập. Hệ thống chính trị cơ sở các huyện, thôn, xã liên quan của Yên Bái, thậm chí cả vùng Phú Thọ lân cận ngay lập tức vào cuộc thông báo cho người dân chuẩn bị. Từ 13 giờ ngày 10 tháng 9, hơn 3.186 hộ dân với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã được di rời. Đến 17 giờ, mọi việc hoàn tất, Yên Bái đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Khi nước lũ ở sông Hoàng Long lên cao, có thể phải đưa ra giải pháp phá đê sông Hoàng Long. Khi được báo cáo về vấn đề trên, Thủ tướng đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Hòa Bình ngừng phát điện Giải pháp này đã giúp giảm lũ trên sông đáy, sông Hồng và đê đã không phải phá. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước về hồ còn 2.992 m3 một giây, đã thấp hơn lưu lượng xả cùng thời điểm là 3.005 m3 một giây. Vậy là mốc quan trọng 61 m có thể bảo vệ được. Hồ Thủy Điện Thác Bà đã chống trụ được với lũ dữ. Đến bây giờ, khi lũ lụt đã tạm ngưng, Chủ tịch ban UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vẫn gọi những giờ phút kịch tính để bảo vệ sự tồn tại của hồ thủy điện Thác Bà và sự an nguy của hàng chục nghìn người là thời khắc sinh tử, đòi hỏi sự sáng suốt, kiên định của người lãnh đạo. Rất may, hồ Thác Bà đã đứng vững dựa bão dữ và người dân may mắn không phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng do việc phá đập gây nên. Một nghiên cứu mới của dự án nghiên cứu toàn cầu về kháng kháng sinh Gram được đăng trên chuyên san khoa học Lancet cảnh báo các loại siêu vi khuẩn sẽ làm thiệt mạng hơn 39 triệu người trước năm 2050. Trong đó những người lớn tuổi đối diện nguy cơ đặc biệt cao. Những khu vực được dự báo có số ca tử vong nhiều nhất là các nước Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, một số vùng khác tại Nam và Đông Á, châu Phi cận Sahara. Các nhà nghiên cứu thuộc dự án trên đã phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa ra ước tính về số ca tử vong do kháng kháng sinh từ năm 1999 đến năm 2021 và đưa ra dự báo cho đến năm 2050. Nghiên cứu dự báo đến giữa thế kỷ 21, kháng kháng sinh (AMR), tình trạng vi khuẩn tiến hóa và kháng lại các loại thuốc thông thường trị chúng là nguyên nhân trực tiếp khiến 1,91 triệu người tử vong mỗi năm, tăng từ 1,14 triệu người một năm hồi năm 2021. Ngoài ra, đến năm 2050, kháng kháng sinh cũng góp phần gây ra 8,2 triệu ca tử vong hàng năm, tăng so với 4,71 triệu ca của năm 2021. Nghiên cứu cũng cho thấy sự suy giảm đáng kinh ngạc của số lượng người tử vong do AMR dưới 5 tuổi, giảm trong giai đoạn 1990 đến 2022. Đến năm 2050, con số sẽ tiếp tục giảm còn một nửa. Trong khi đó, số lượng tử vong đang tăng lên trong các nhóm tuổi khác, đặc biệt số lượng tử vong trong nhóm người từ 70 tuổi trở lên đã tăng 80% trong 3 thập niên qua và dự kiến sẽ tăng 146% đến năm 2050 lên 1,3 triệu ca. Xu hướng này phản ánh sự già hóa dân số nhanh chóng, trong đó người cao tuổi dễ bị nhiễm trùng hơn. Ngoài ra, hệ miễn dịch kém đi theo thời gian cũng khiến cho việc tiêm chủng ít hiệu quả hơn đối với người già. Nghiên cứu dự đoán số ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh cao nhất trong tương lai xảy ra tại các nước Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, cũng như các khu vực khác của Đông và Nam Á khu vực châu Phi cận Sahara. Nghiên cứu trên cũng là phân tích toàn cầu đầu tiên về xu hướng kháng kháng sinh theo thời gian. Nghiên cứu cũng phát hiện hàng triệu ca tử vong trên toàn cầu có thể được ngăn ngừa nhờ phòng ngừa nhiễm trùng tốt hơn và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cũng như việc tạo ra các loại kháng sinh mới. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã bắt giữ Thạch Nhân sinh năm 1999 trú huyện trà cú tỉnh trà vinh đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích với một công an xã. Theo thông tin ban đầu, anh Thạch Một, công an viên ấp bến nố cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích. Trước đó, đêm 30 tháng 12 năm 2023, Công an xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nhận tin báo và đến giải quyết vụ đánh nhau ở ấp Bến Nố, xã Tân Hiệp. Tổ công tác mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc riêng Thạch Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc có anh Thạch Một, công an viên ấp Bến Nố. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích. Anh một được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng tính mạng, nhưng bị tổn thương cơ thể 7%. Ngày 13 tháng 9, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ Thạch Nhân và bàn giao cho Công an huyện Trà Cú tiếp tục điều tra xử lý. Được biết, trước đó vào tháng 3 năm 2024, Công an huyện Trà Cú đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Thạch Nhân về hành vi cố ý gây thương tích, Tuy nhiên do Thạch Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên tháng 7 vừa qua, công an huyện Trà Cú đã ra quyết định truy nã.